Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Thân chủ này đã xem rất là nhiều video của Sóng Tình Yêu GB rồi và cô ấy thấy rằng cái cách mà mình tư vấn phù hợp với cô ấy nên cô ấy quyết định chọn mình là cái người để mà chia sẻ những vấn đề chính bản thân cô ấy vướng mắc nhiều năm rồi mà không tháo gỡ được. Cô ấy đem đến cho chúng ta một câu chuyện như sau. Bản thân cô có chồng, chồng cô ấy ngoại tình khoảng 2 năm nay với một người bạn cũ. Người thứ ba đó, chồng chết ở quá, nuôi con mà chồng cô ấy dính vào. Đến nay thì tình cảm vợ chồng đã bị xớt chia rất là nhiều. Bản thân cô thì có mong muốn gần gũi chồng nhưng mà chồng thường né tránh. Chồng thường tìm cái cách ngủ với con hoặc là nói là mệt hoặc là có cái ý thoái thác. Chính vì cô ấy có nhu cầu nên là bản thân cô ấy thường hay gạ tình chồng hoặc là thậm chí dùng cái chữ là hiếp chồng đấy. Thì chồng cô vẫn chiều nhưng mà cảm xúc của anh thì không còn, khiến cho người vợ rất là buồn. Trong một cái tình huống như thế thì cô ấy tìm đến hỏi rằng cô ấy có nên bỏ chồng và làm lại từ đầu hay không, khi mà bản thân cô ấy cũng đã được cha mẹ để lại một số tiền khá lớn để mà thừa kế theo cái dạng di chúc đấy. Trong cái tình huống này thì cô ấy cũng đang phân vân về những vấn đề khi mà cô ấy có nên mạnh mẽ để quyết định hay không. Thì rất là cảm ơn chị đã tìm đến với Sóng Tình Yêu GB để Sóng Tình Yêu GB có thể có cái cơ hội giúp cho chị nhận định được rõ hơn những cái vấn đề mà chính bản thân chị cũng đang phân vân không biết là làm như thế nào. Trong cái tình huống của chị thì em cũng chia sẻ thật với chị rằng chị không hề cô đơn khi làm chuyện ấy một mình đâu. Thật sự rất là đau lòng khi mà nhắc đến cái vấn đề này. Có những người phụ nữ có chồng nhưng chồng lại ngoại tình, hoặc là chồng yếu sinh lý, hoặc là chồng không có nhu cầu tình dục, hoặc là chồng vì một lý do nào đó không thể đáp ứng được những mong muốn cho người phụ nữ. Chẳng hạn như là người chồng quá kém cỏi, không có kỹ năng giường chiếu, hoặc là người chồng quá chán, hoặc là người chồng quá hiền, và thậm chí là có một số người chồng chỉ chờ vợ thôi chứ không chủ động, khiến cho nhiều người vợ cảm thấy nản đời. Vì mấy cái chuyện gọi là cái bản năng mà cũng phải dạy chồng nữa thì có nhiều người vợ cảm thấy mình bị tự ái, mình bị xúc phạm và cũng dần dần chán ghét cái chuyện đó luôn. Hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng giống hệt như là một tô canh mà không có gia vị, không có một chút muối vào cho nó đậm đà, khiến cho cái hương vị của tô canh nó trở nên lạt lẽo, nó gần như là một cái món ăn luộc. Người ta vẫn ăn món canh luộc được, nhưng mà nếu nó có gia vị thì cái món canh đó nó cũng sẽ khác hơn rất nhiều so với cái món canh luộc, đúng không nào? Ở đây thì chúng ta không nói đến cái vấn đề đúng hay sai, mà nói đến cái vấn đề là cái nhu cầu mong muốn khi mà chúng ta kết hôn, thì đó là cái điều mà chúng ta nghĩ đó là chính dâm trong hôn nhân. Vì mình quan hệ với chồng của mình trong hôn nhân là cái điều không sai, nhưng mà có những người làm vợ lại không được thỏa mãn những cái điều như thế, rất là buồn. Và có rất là nhiều người phụ nữ cũng ở trong cái tình huống của chị, làm tự thụ dâm, tự làm cho mình cảm thấy thỏa mãn khi mà mình có nhu cầu. Họ có thể dùng sex toy là dụng cụ tình dục, hoặc là họ làm bằng tay để mà họ đáp ứng được những cái mong muốn của mình khi chồng không phối hợp, chồng không hợp tác, hoặc là chồng bỏ rơi họ trong hôn nhân chị nhé. Ngoài ra thì có những người vợ cảm thấy bất an cho cuộc hôn nhân của mình, như là có những ông chồng không có lo tài chính, hoặc là có một số người có nhân tình bên ngoài san sớt tình cảm cho người phụ nữ là người thứ ba, không còn thương yêu cưng chiều vợ như ngày xưa, tình cảm đã nhạt nhòa. Làm vợ thì buồn một, nhưng mà lo lắng thì đến 10 phần lận. Đa phần là những người vợ nghĩ rằng nếu mà chồng họ không được thỏa mãn
ở nơi họ thì chắc chắn sẽ có một cái nơi khác, một cái địa điểm khác để người đàn ông đó ghé chân đến và thỏa mãn những cái điều mà người vợ không cung cấp được, hoặc là một số người đàn ông chán vợ sẽ tìm thấy của lạ ở người phụ nữ khác. Trong một số trường hợp thì người đàn ông đã đi qua đêm công khai với người thứ ba để cho vợ rất là ngon cơm ở nhà. Người vợ rất là buồn, hoặc là thỉnh thoảng người đàn ông tìm cái cách lấy lý do là đi lấy hàng hoặc là làm ăn gì đó, bỏ nhà đi một hai đêm, vợ cảm thấy rất là buồn. Vợ biết thừa là chồng đã có những cái dấu hiệu của cái việc ngoại tình, nhưng mà để đối diện với cái sự tan vỡ thì có một số người vợ chọn cái cách im lặng, vì người đàn ông lại chọn biết và nắm được cái điểm yếu, mà cái điểm yếu đó chính là ưu điểm của những người vợ, là không có muốn tan vỡ gia đình, không có muốn con cái ly tán. Những người vợ rất là yêu chồng và những người vợ không có muốn bỏ chồng, biến cái ưu điểm của vợ thành cái khuyết điểm của vợ. Nên là có một số người đàn ông đã cho phép mình sai và có lỗi với hai người đàn bà, đó là người vợ và kể cả người thứ ba nữa. Có những người đàn ông thì kết luận ra rằng họ không thể bỏ được người kia, giống như là chủ, là chồng của thân chủ này. Xét đến cái đối tượng người thứ ba của chồng cô ấy á, thì người thứ ba không có nhu cầu lấy người đàn ông đó về làm chồng, chỉ sờ, chỉ xài, chỉ sai vặt, chỉ muốn sở hữu tạm thời chứ không muốn chiếm hữu, không muốn kết hôn với người đàn ông đó, tức là chỉ muốn yêu thôi chứ không có muốn mang người đàn ông đó về để mà làm chồng, vì cô ta còn có con riêng, có cuộc sống riêng nữa. Đó, người thứ ba này á cũng không cần tiền vì gia đình khá giả, thậm chí còn mua những cái quần áo rất là đắt tiền đẹp cho chồng của cô ấy. Bản thân cô ấy cũng rất là nóng giận khi mà thấy những cái bộ đồ đó, cô muốn ném đi, cô muốn vứt đi, mặc dù là cũng là cái công sức của chồng cô dập chuối rất là nhiều ngày mới được người thứ ba cưng yêu mua. Bây giờ cô ném đi thì cô cũng phải mua lại, mà cô mua lại thì cô phải tốn tiền. Cái tiền đó thay vì phải mua lại quần áo cho chồng cô thì cô làm đẹp, hoặc là cô đi làm phước còn có lý hơn. Cũng vì tranh đấu một hai bộ quần áo ném đi như vậy có làm cho người ta hết yêu nhau không? Chính ra là phải thấy rằng chồng của thân chủ này có giá, vì được người thứ ba nuôi, tức là nhân tình, không làm cho người đàn ông này có cảm giác thiệt thòi khi ở bên họ. Những cái kiểu người thứ ba mà có lòng tự trọng như vậy thì đàn ông dường như là không mất tiền khi đến với họ. Còn cái chuyện mà người đàn ông này cũng không có ý là muốn bỏ vợ, sống vẫn có trách nhiệm với vợ con. Tiền tuy là không đưa cho chị nhưng mà anh ta đã chi hết từ A đến Z. Chị làm được cái công việc nhỏ nhỏ gì ở nhà thì chị lấy chị xài, anh ta không quan tâm. Chị tuy rằng có vẻ như là không được hài lòng về vấn đề chồng không giao tiền cho mình giữ, nhưng mà chị cũng có tiền sửa mũi nâng ngực. Chị thấy đó, có những người phụ nữ đi làm, họ làm bằng tiền của họ nhưng mà họ cũng không dám để mà phục vụ cho chính cái nhu cầu làm đẹp của họ nữa. Đủ thấy rằng chị vẫn có phước trong cái chuyện mà chồng chị không đưa tiền, nhưng mà chị muốn làm đẹp thì chồng chị cho. Mặc dù có thể là chị nâng ngực, chị làm cho chị thật đẹp, chồng chị không có hưởng thụ những cái vẻ đẹp đó, nhưng mà ông cũng làm cho chị thỏa mãn những cái điều chị muốn. Có thể nói trong giai đoạn tuổi của chị như vậy thì chị cũng thấy là cơ thể chị có một cái nhu cầu rất là lạ. Có thể nói là đây là giai đoạn hồi xuân của chị. Chị rất là mong muốn gần gũi chồng. Tuy rằng 2 năm nay thì chồng chị đã có cái mối quan hệ ngoài luồng với người thứ ba, rõ ràng là tình cảm đã bị san sẻ đi rất nhiều, và chị phải thường xuyên gạ tình chồng chị, nói chung là chị phải dùng cái từ là hiếp chồng, thường xuyên gạ gẫm dê chồng, nhưng mà chồng thì lại tìm cách lảng tránh, là ngủ với con, hoặc là than mệt, hoặc là không có muốn quan hệ tình dục với chị. Tức là nếu có quan hệ tình dục với chị đi nữa thì anh ta cũng tỏ vẻ như là không thích, có nghĩa là mất cảm xúc với chị. Chính vì vậy mà làm cho chị rất là khổ tâm.
Chị cũng đã chia sẻ về vấn đề chị đã thủ dâm một mình. Sau khi chị làm những cái điều như vậy thì chị đã khóc và khổ tâm rất là nhiều. Có thể nói với chị rằng đây là một cái điều thầm kín mà nhiều người phụ nữ cũng không dám nói ra. Trong một cái video của Sóng Tình Yêu mang tên gọi là Hòn Vọng Phu Thời A Còng, người phụ nữ đó rất là buồn, rất là khổ. Bởi vì suốt mười mấy năm trời ở với chồng, không có biết lên đỉnh là cái gì hết, không có biết cực đỉnh là gì hết, toàn biết cực khổ thôi. Nhưng mà cô ấy cũng chọn một cái cách ấy là nhìn thấy chồng con của mình hạnh phúc là được. Mặc dù là chồng đi ngoại tình với kẻ khác đấy, nhưng mà chỉ cần chồng con mình được vui vẻ, cô ấy lại chấp nhận như vậy. Và cũng có những cái trường hợp như bản thân Sóng Tình Yêu Jimmy cũng biết một người phụ nữ 5 năm nay không có được chồng quan hệ. Tức là người đàn ông là chồng không muốn quan hệ tình dục với vợ nữa, sợ vợ mang thai, cũng như là sau khi mà vợ bị bệnh xong anh không còn muốn có cái cảm giác quan hệ tình dục với vợ nữa. Và vợ cũng không quan tâm xem anh ta có ai hay không. Tức là từ trước đến giờ, đến nay đã 7-8 năm rồi, họ không quan hệ tình dục và họ sống với nhau như hai người bạn. Đêm nằm ngủ không ôm nhau luôn. Mặc dù đi tắm họ có thể là không mặc đồ, nhưng mà họ cũng không khởi lên cái ý là muốn quan hệ tình dục với cái người đối phương. Còn cái câu chuyện mà nhiều người phụ nữ có cái mong muốn ở cạnh bên chồng, gần gũi chồng, nhưng mà chồng không đáp ứng, mà bản thân người đó phải sử dụng dụng cụ tình dục, sử dụng sex toy hoặc tự tay làm, hoặc là bằng cái cách nào đó để mà thỏa mãn cái mong muốn bằng cái hành động thủ dâm, thì đó là cái điều rất là buồn cho những người gọi là vợ. Bản thân người ta kết hôn để mà có cái mong muốn gần gũi bạn tình, mà người đàn ông kia từ chối, hoặc người đàn ông kia có một cái lý do nào đó mà không có cảm tình, không có cảm xúc, để mà người vợ phải tự làm những cái điều như vậy thì rất là đáng thương. Và em xin chia buồn với chị về điều này, và cũng chia sẻ với chị rằng một mình chị không hề cô đơn đâu. Có một số người phụ nữ có cái nhu cầu sinh lý rất là cao, nhưng mà chồng họ yếu sinh lý hoặc là không đáp ứng được cho họ thì họ vẫn chọn cái cách như thế. Chứ họ không có ngoại tình, mà họ cũng không có tìm một người đàn ông nào để mà thỏa mãn cho họ. Bởi vì họ vướng bận vì tôn giáo, họ không có muốn ngoại tình, bản thân họ cũng không muốn trở thành một người phụ nữ xấu. Chính vì vậy họ chọn cái cách như vậy để mà làm cho họ dịu bớt cái cơn hứng tình của họ, và họ không vượt quá đi cái giá trị làm cho họ trở nên mất đạo đức, mất giá trị, mất đi cái đức hạnh mà họ muốn có, muốn giữ và không muốn phá vỡ. Đây là cái điều mà nhiều người vẫn làm, chứ không có riêng một mình chị đâu. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện rất là buồn của nhiều người phụ nữ chị nhé. Có thể nói rằng chúng ta có cái nhu cầu thì chúng ta đáp ứng. Cái chuyện mà chúng ta đói thì chúng ta phải ăn, nhưng mà chúng ta tiết chế cái lượng ăn á, thì cũng sẽ làm cho chúng ta tốt hơn. Như là các chị đang nghe video của em á, các chị cũng nghe thấy em nói về một người phụ nữ nhiều năm nay chồng không cho quan hệ tình dục, thì người phụ nữ đó cũng ngưng quan hệ tình dục với chồng nhiều năm nay rồi, không quan hệ với đàn ông. Thì em có hỏi người phụ nữ đó trực tiếp là họ có mong muốn không. Họ nói là cũng có những lúc xem phim thì cũng muốn gần gũi chồng, nhưng mà chồng không cho. Nhiều khi đến sờ vào người chồng, chồng đạp xuống đất. Đó, buồn như vậy đó. Nhưng mà người phụ nữ này cũng không có ý là sẽ phải tìm đàn ông để quan hệ tình dục. Người phụ nữ đấy nói rằng không ăn thì dần dần nhịn riết nó cũng quen và thuần. Chính vì vậy mà bây giờ cô ấy vui như một đứa trẻ thơ. Khi mà rơi vào cái trạng thái ức chế về tình dục, tức là nhiều năm không được quan hệ tình dục với chồng như người phụ nữ đó, thì người phụ nữ đang có nhu cầu mong muốn tình dục sẽ trở lại cái trạng thái của một người con nít, một đứa trẻ chưa từng có biết quan hệ tình dục là gì. Nó sống vẫn vui vẻ, nó không có xem trọng cái vấn đề phải quan hệ tình dục mới được. Chính vì vậy mà người phụ nữ này đã nói rằng họ thoát được cái lưới ái dục và sống vui vẻ như một đứa trẻ thơ. Họ không có nhu cầu tình dục nữa, mặc dù họ vẫn là người mà có thể là biết mình có cái điều đó, nhưng mà họ lại không xem trọng cái vấn đề như vậy và họ không nghĩ đến tình dục nữa. Thì họ gần như là được giải thoát khỏi cái vấn đề là phải có quan hệ tình dục với đàn ông mới được. Đây là những cái trường hợp khi mà các bạn
là những người phụ nữ lớn tuổi hoặc là người phụ nữ nhiều năm không được quan hệ tình dục với đàn ông, các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái như vậy. Nếu mà cơ thể của các bạn không quá đòi hỏi, hoặc là bạn là người phụ nữ có rất là nhiều đam mê trong công việc, thì bạn sẽ không còn nghĩ đến nhiều cái vấn đề liên quan đến ái dục và thèm khát về thể xác như vậy nữa. Có thể là do đồ ăn của chúng ta cũng thay đổi bớt đi, bớt ăn mỡ động vật, ăn những cái loại lá cây rau răm, thì nó cũng sẽ làm cho người phụ nữ giảm bớt cái ham muốn tình dục xuống à. Nên là các chị nào mà muốn tiết chế về vấn đề tình dục thì cũng nên ăn và bổ sung rau răm trong những cái bữa ăn của mình, thì cũng sẽ làm cho các chị giảm bớt đi cái độ hưng phấn, hứng tình, cũng như là làm cho bản thân các chị không có bị bốc hỏa và quá thèm khát cái cảm giác gần đàn ông các chị nha. Còn cái vấn đề mà chị hỏi rằng chị có nên ly hôn để làm lại từ đầu hay không á, cái vấn đề mà chị phải đối diện đó chính là một nửa con thì ở với chị, một nửa con thì ở với chồng. Thì em hỏi chị là chị có mệt không, có vất vả không? Chị thì đang làm chim quý ở trong lòng son, có đầy đủ lương thực, chồng chị không để cho chị thiếu cái gì, nhà thì có ở rồi, không có bị cha mẹ chồng chán ghét, tức là cha mẹ chồng quý chị sống cũng không có để cho ai bị mất lòng đó, chị sống trong ngoài đều êm ấm như vậy. Bây giờ chị đang làm chim quý ở trong lòng son, đầy đủ mọi thứ, bây giờ chị muốn lao ra đời làm chim trời để rồi bị đời vùi dập cho tơi bời. Chị phải suy nghĩ kỹ là con chim quý ở trong lòng son, tuy rằng nó bị ngột ngạt, nó bị tù túng, nhưng mà cánh cửa lòng đã mở sẵn từ lâu rồi, nhưng mà con chim nó vẫn không muốn bay đi. Bởi vì sao? Nó đã quen với cái môi trường như vậy, và nó nhìn những cái con chim ở bên ngoài bầu trời ấy, rất là rộng lớn, rất là thoải mái tự do khi bay khỏi cái lòng đó. Nhưng mà đến khi muốn quay trở lại thì đã có một con chim khác ở trong cái lòng đó rồi. Nên trước khi bay đi ấy, mình cũng phải suy nghĩ rằng mình có chịu được những cái sóng gió ở bên ngoài hay không, hay là ra đời rồi cũng không tìm được người đàn ông nào tốt hơn chồng, hoặc giả tìm được một người đàn ông thì người đàn ông đó cũng có những tháng ngày sau đó cũng yêu một người đàn bà khác, cũng ngoại tình. Trong khi đó nhìn lại cái hình ảnh ngày xưa chồng mình cũng như vậy, và bây giờ mình lấy chồng mới mình cũng ngoại tình. Thì nếu mà trường hợp này xảy ra thì các chị suy nghĩ như thế nào về cái việc mà ngày hôm nay mình bỏ chồng, bỏ con để tìm đến với một người đàn ông không ngoại tình mà cuối cùng họ vẫn ngoại tình? Thì đây là cái điều mà những người phụ nữ cần phải cân nhắc. Xét về cái vấn đề mà tài sản ở góc độ tiền tài của chị, thì cha mẹ đã để lại cho chị một cái ngôi nhà. Em hỏi về tỷ giá thì chị nói khoảng 5 tỷ. Hiện tại là nó 5 tỷ, mà sau này cha mẹ chị ở mất đi thì nó sẽ gia tăng cùng với cái thời gian tính về tỷ giá đồng tiền. Chị đã có một số tiền lận lưng, coi như là rất là vững chắc. Cả đời người ta đi làm, người ta tiết kiệm cũng không biết có được 2-3 tỷ hay không. 1 tỷ cũng là khó tìm rồi, mà chị lại được thừa hưởng một cái số tài sản như vậy. Thì nếu mà chị bỏ chồng, chị làm kiếm ăn lo cho con vất vả, nếu mà chị kinh doanh được thì không nói, nhưng mà không được thì cũng quê, đúng không chị? Tại vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng gặp thời. Đương nhiên là chị khéo tay, chị giỏi, nếu mà chị nỗ lực làm thì vẫn được thôi. Nhưng mà cho em hỏi là chị đã có tiền hậu thuẫn về già rồi, bây giờ chị lại phải làm để mà giữ tiền hoặc là tạo tiền, thì em hỏi là số tiền đó để làm gì? Chị cũng đâu có xài hết, nhưng mà chị phải vất vả đó. Chị sống với chồng, chồng chị lo từ A đến Z, ăn uống thoải mái, cứ nấu cơm rồi đi tập thể dục, đón đưa con rồi xem phim rồi đọc kinh thánh. Chúa đã ban cho chị một cuộc sống ấm no như vậy. Chị dường như là một con chim quý đậu trong lầu son. Chị là người rất là đẹp đó. Chị là người có cái vóc dáng, có gương mặt khả ái, nói chung là chị điện nước đầy đủ. Chị là một người rất là dồi dào về năng lượng, và chị là một người rất là giỏi về giường chiếu nữa. Cái vấn đề chị đau lòng là chị giỏi như vậy, chị cung cấp đầy đủ như vậy mà chồng chị vẫn không có thèm chị. Đó là cái điều làm cho chị bị tổn thương. Giả sử như chị là cái người yếu kém về tình dục này, chị là người không biết make love này, chị không có giỏi về kỹ năng giường chiếu này,
chị còn đi hướng dẫn cho người khác là làm như thế nào để người ta lên đỉnh, làm như thế nào để người ta được hạnh phúc trên giường chiếu, mà chồng mình lại không thèm mình. Cái điều đó làm cho cái tôi của chị bị chà đạp, chị bị tổn thương lắm. Nhưng cái vấn đề chính yếu là chồng chị có một cái giai đoạn như thế, thì chị phải song hành bên chồng để mà giúp chồng tỉnh ngộ ra. Đương nhiên cái khoảng thời gian mà chồng mê đắm người thứ ba có thể là dài với chị, nhưng mà cái cuộc chiến đã bước vào cuộc chiến. Có những cuộc chiến nó dài lắm. Nó dài mà người vợ phải đồng hành với chồng rất là lâu năm, trường kỳ kháng chiến. Nhưng mà người thứ ba vẫn là người thứ ba, mà vợ vẫn là vợ. Và cũng không thấy có người thứ ba nào mà già đi mãi song song với người đàn ông được. Rồi bản chất của cái vấn đề nó cũng sẽ xảy ra với cái cặp đôi người đàn ông ngoại tình và người thứ ba mà thôi. Chính người chồng sống với vợ đây, có con đây, có tài sản chung đây, mà còn không bền chặt mãi mãi, có lúc chững choảng mà đi yêu người thứ ba, thì hỏi sao mà người đàn ông ngoại tình với người thứ ba lại không có những mâu thuẫn, không có những cái lúc hục hặc, rồi những cái vấn đề của họ phức tạp mà gây cho nhau, rồi họ giằng xé nhau, họ tự giằng xé nhau, rồi họ tự tiêu diệt nhau, không cần chị phải can thiệp. Nếu mà để đối diện với cái vấn đề là bỏ chồng chỉ vì cảm giác cô đơn và ham muốn tình dục, thì chị phải nên thận trọng. Bởi vì sau khi mà ly hôn thì người phụ nữ có nhu cầu tình dục rất là dễ dàng tìm được một mối quan hệ. Nếu mà trong những cái trường hợp của người phụ nữ vì ham muốn tình dục mà không được chồng đáp ứng mà lại muốn bỏ chồng, thì các bạn cũng nên thận trọng về những cái vấn đề khi mà bạn tìm kiếm bạn đời. Bởi vì người đàn ông tìm đến với bạn do nhu cầu tình dục mà hình thành một cái khối tình cảm nào đó bất ngờ dành cho bạn trong một cái khoảng thời gian chớp nhoáng, thì cái người đàn ông đó cũng chưa đủ cái thời gian để mà yêu thương bạn. Nếu mà sau khi ly hôn thì bạn cũng phải thấy rằng những cái đối tượng mà tan vỡ ly hôn giống như bạn rất là khó, ít có cái người gọi là người tốt đẹp. Tại vì đa phần những người đàn ông mà bị vợ bỏ thì người đàn bà này đã không chấp nhận được, thì người đàn bà khác cũng có thể là sẽ không chấp nhận được đâu. Nên là một số người phụ nữ trước khi bỏ chồng cũng phải nên hiểu rõ, đừng có nghĩ rằng bản thân mình đẹp gái, mình ngon cơm hoặc là mình tình dục giỏi thì sẽ được người đàn ông yêu thương. Đương nhiên cái vấn đề đó là thế mạnh của một người phụ nữ khi mà gặp được người đàn ông ham muốn về tình dục. Còn có những người đàn ông không xem trọng quá về mức tình dục, mà người ta xem trọng về tiền, hoặc là người ta xem trọng về công danh, hoặc là người ta xem trọng về tài sản, thì cái thế mạnh của bạn lại không được người ta quý, cũng không được người ta xem đó là một cái điều mà người ta cần các bạn. Có thể là người ta cần những cái điều mà nơi bạn không có. Chính vì vậy, những người phụ nữ cũng phải nên có một cái mắt nhìn thực tế về cái vấn đề mà mình bỏ chồng vì thiếu tình dục, cũng như là trong quá trình hôn nhân có những cái biến cố người thứ ba xuất hiện thì người vợ đó chưa thực sự nỗ lực để giúp cho chồng bỏ được người thứ ba. Và các bạn cũng nên có một cái mắt nhìn khách quan dài rộng để mà thấy rằng cũng không có cái người thứ ba nào bám cả một cuộc đời cùng với một người đàn ông hết. Nó chỉ là vấn đề ở cái chỗ là người thứ ba vẫn là người thứ ba, mà người vợ vẫn là người vợ, không có thể tráo đổi cái vị trí này được cho nhau. Một bàn cờ ai trụ lâu trên cái sân đấu thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Nếu mà bạn cảm thấy cái nhu cầu mà cũng không cần thiết để phải bỏ chồng, thì người thứ ba cũng không có cơ hội mà thay bạn bước vào cái ngôi nhà của bạn. Có thể là họ cũng đang mong chờ cái việc mà bạn ra đi để họ bước vào để thay vai thế chỗ của bạn. Nhưng mà khi bạn đi ra khỏi ngôi nhà của bạn, bạn bươn chải với cuộc đời, thì liệu chừng nó có thực sự là một cái giải pháp tốt nhất với bạn hay không? Hay là những cái biến cố sóng gió trong gia đình của bạn, nó cũng sẽ có một lúc nào đó tan biến đi. Mà khi bạn vừa mới bỏ đi thì mọi thứ nó đã sẽ hết, thì có phải là bạn sẽ nối tiếc không? Còn nếu mà nói rằng mình bỏ chồng để tìm được một người nào đó, thì sau khi ly hôn bạn cần phải có một cái quá trình rất là lâu để tìm hiểu, để đi săn bắt hoặc là cố công xây dựng một cái tình cảm thật sự, đúng không nào? Tại vì tình yêu nó không phải là đến với các bạn trong một cách vồ vập,
nó không phải là lôi nhau quật lên giường là sẽ có tình yêu. Tình yêu nó cũng có thể đến từ vấn đề tình dục, nhưng mà tình yêu xây dựng từ tình dục nó rất là dễ mong manh và rất là dễ tan, vì nó không thực sự làm cho cái đối phương kia cảm giác như là cần có bạn, mà họ chỉ cảm giác như họ thiếu bạn khi mà họ đói, họ khát, hoặc là họ cần ai đó thỏa mãn trên giường chiếu. Đây là những vấn đề khi mà người phụ nữ kết hôn, tái dựng một cuộc sống sau khi ly hôn cần phải nhìn nhận rõ. Tình yêu nó không chỉ là những cái mối quan hệ chớp nhoáng mang cái tính đầy sắc dục, mà nó còn là cái sự yêu thương, chăm sóc, che chở, nhường nhịn nhau, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau, dìu dắt nhau, san sẻ nhau và giúp nhau vượt qua những cái lỗi lầm trong cái lúc mà cùng sống với nhau nữa bạn nhé. Để mà đặt ra một câu hỏi là tôi có nên ly hôn chồng hay không, đó là một cái câu hỏi rất là khó và không bao giờ nó giống nhau cho nhiều trường hợp. Bởi vì trong trường hợp này, thân chủ này sẽ có mong muốn như thế này, mà trong trường hợp khác thì những thân chủ khác lại có suy nghĩ khác đi. Tại vì mỗi người phụ nữ là một thực thể khác nhau, một con người khác nhau, một cái tính khác khác nhau, thì không có một cái câu chuyện này nó giống hoàn toàn với câu chuyện kia. Chính vì vậy mà khi các bạn có những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà chán chồng, muốn bỏ chồng, thì các bạn thực sự phải suy nghĩ chín chắn. Đặc biệt là Sóng Tình Yêu GB ra rất là nhiều video khuyên người ta suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ chồng. Nếu mà các bạn vượt qua được tất cả những yếu tố đó, các bạn đã cân nhắc tất cả những yếu tố đó, nếu mà hôn nhân là một điều tồi tệ với bạn, hôn nhân là thảm hại, hôn nhân là cái điều mà bạn cảm thấy khổ sở, nó làm cho các bạn chết dần, chết mòn những cái suy nghĩ tích cực trong cuộc sống, thì cái việc mà chia tay là cái điều đạo đức cho tất cả mọi người khi mà bước vào cái cuộc hôn nhân buồn bã đó bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe, rất cảm ơn chị đã tìm đến tôi trong vai trò tôi là người chia sẻ với chị những cái nỗi khổ niềm đau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.